Dạ Vũ An Giang ơi, xin chào tất cả các bạn đã trở lại clip mới của Vũ ha. Thì hôm nay quay về một chiếc Full Channel Kim 2006, máy zin đại chắc luôn. Mà bản số 4 con miền Tây mình luôn ha. Mà nó không có bắn nhầm tốt, zin nguyên thủy luôn. Đó. Thế vậy cô bác anh chị em người ta mới thích ha. Thì giá nó cũng rất là hợp lý luôn, mà được vô cái cặp bánh mâm của RS110. Giá 27.500.000 nha các bạn. Bản số 4 con 67M27740. Thì bây giờ bản số 4 con có lực mới thì sang tên, giữ được biển ha. Nói chung mấy cái này anh em nào thích giữ xe riêng thì giữ, hoặc là có thể dọn lại quay y cũng đỉnh luôn ha. Máy là khỏi bàn luôn các bạn ơi. Máy cơ 206 là khỏi bàn. Máy này là bao đâm luôn ha. Phin phin mà cái tiếng nó cứng ngắt ngọt ngay ha. Chứ không phải mà nó phin mà nó hơi ồn nha. Cứng ngắt ngọt ngay là cái độ mà nhẹ phao máy á, nó còn phao ha. Nè. Thấy không? Thấy không? Còn phao máy để bịch bô cho các bạn tham khảo ha. Đó. Bịch rồi đó ha. Không kêu không gõ, máy im gu im ghẹm luôn ha. Bịch hoài luôn nè, không có tiếng động luôn ha. Không nghe luôn rồi đó. Đúng là đề đầu là thiệt là chắc ha. Đây là đầu số máy 06 của Neo Kim 206. Thiệt là chắc luôn. Máy im gu không có tiếng kêu gõ gì hết trơn ha. Sườn này là sườn xám là chắc nịch luôn, không có bị sơn sườn, không có bị sơn lóc, còn nguyên thủy luôn nha các bạn. Bánh mâm RS nữa. Thì cái dòng Neo Kim là chỉ toàn là bánh căm không nha các bạn. Neo Kim này nó có Neo Kim đĩa với Neo Kim đùm, toàn là bánh căm không à. Đâu tắt máy nói chuyện đi, cùng máy là bao đâm các bạn luôn ha. Nước sơn lóc còn ha, nguyên thủy. Mấy cái này không có dấu xiết ha, cái này không có dấu xiết còn nguyên, mấy cái ốc này vẫn còn sáng ha, không có rửa gáy, không có tẩy quá chắc, không có sơn gì đó. Nói chung nó còn nguyên vậy đó, thì cô bác anh chị em ta rất là thích. Nói chung vậy đó, thì nhiều mấy anh đó dặn Vũ đi kiếm những chiếc xe mà Neo Kim 206 là người ta dọn lên quay á. Nay có chiếc này bản số 4 con này 27.500 ha. Giờ mình là dọn sơn phết lên quay là đỉnh luôn á. Đây sang tên giữ được biển mà. Thì bản số 4 con thì nó giống quay á. Quay 209 hay là 10 11 12 nào đó. Thì nó bản số 4 con này giống 209 ha. Quay 209 ha. Cái đầu ga còn lại rất là nhạy nha. Đây. Cốc cốc. Chủ lúc trước vô bánh mâm với vô đĩa thẳng nha các bạn. Vô đĩa thẳng là phải thay cái phuộc 16. Phuộc này của GS luôn ha. Phuộc GS luôn các bạn. Phuộc GS luôn nè, 16 nè ha. Với mâm GS nó có gùi với đóng anken nè ha. Có gùi đây ha, với đóng anken với cái đĩa thẳng này của GS luôn ha. Không phải đĩa lõm, đĩa thẳng. Mà cái này nói chung cái cặp này, cái bộ này nó còn khá là keng, bị cái đĩa nó chưa có độ chạy. Là nguyên bộ nó nè ha. Heo dầu zin. Xe này được thay vỏ năm 2018 nha các bạn ha. Thay vỏ 18. Vỏ này còn khá là dày giờ chứ việc đâu xăng mà chạy thôi các bạn ơi. Anh em nào muốn dọn gì đó dọn ha, thì dọn mình tìm những chiếc xe bản số 4 con góc miền Tây như vậy nè, mình dọn đúng bài luôn rồi. Đó đầu nồi nguyên zin ha, nó móc meo vậy mới đẹp nha các bạn. Đừng có tẩy rửa lên cho trắng phích là không có đẹp ha. Mưa dài đám mưa nó xuống cái là nó xét, nó cũ xì. Móc meo zin vậy nè, vậy đó mà khách ta chịu lắm. Đó bình sân con còn nguyên chó á, mấy cái này còn dơ là nguyên thủy mọc mạc ha, chưa rửa gáy gì ha, dính ba cái bụng đất nè, rửa ra là hết. Máy là quá chắc luôn ha. Áo zin theo xe đó, thì áo zin này cái độ nó dày, chúng ta muốn sơn phết lại quay y là đỉnh luôn. Tay áo zin nó dày hơn áo mới nhiều. Tát cái máy cái nữa là mình quay bên tay trái cho các bạn tham khảo ha. Rồi. Máy quá chắc luôn.
Hoặc là anh em là muốn để như vậy để làm chân đi làm là cũng đỉnh luôn ha. Máy 206 thì nói chung là nó không có hơn ai nhưng mà nó không có thua ai cho các bạn ơi. Nói chung chạy ra đường mà đi mà muốn qua mặt xe là qua đó, không có thua ai cho các. À, cái thùng xăng lớn còn gin ham, còn chạy chỉ theo 5 tháng nha, còn gin không bị xăng lại, nút xăng cũng gin. Trường là cũng gin ha, không có bị oxy hóa ở đây mấy đốm ha, không có bị xử lý gì lại còn nguyên thủy đó, giờ cho anh em tự làm tự ấy là theo ý mình. Nó dễ ha. Mướp có thay. Dây yên có bấm, cái yên còn nguyên. Đây 06 đây ha. Rồi. Mấy cái chi tiết này là chi tiết phụ không đáng kể, để mình quay lại bên tay trái cho các bạn tham khảo ha. Cầm ở đầm này, cầm ở trên. Thì những chi tiết này nó còn khá là êm ha. Da gù tay còn luôn nha các bạn. Da gù tay còn luôn ha. Nãy giờ quay cái đầu ga nó còn đỉnh quá. Máy thì bao đâm phần máy rồi ha. Rồi để quay lại các bạn ơi. Dạ thì Vũ quay cái xe lại bên tay trái cho các bạn tham khảo ha. Thì cái phần nguyên cái bộ cụm lê ngoài trước thay là của GS xịn ha, nguyên bộ là phục trước đó, chứ đĩa chứ mâm đó nguyên bộ GS đó. Đầu bò là nguyên zin nha các bạn ha. Hai con ốc chân nằm, hai con ốc đầu nằm đi. Đó cái đầu bò móc meo vậy mới đúng ha. Não cũng còn mở gà ha. Hai con ốc đầu nằm đó, hai ốc đó đó ha. Đấy, đây 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 đây. Rồi, ok. Không có dấu ship, đầu nào bao gin ha, máy này còn nhẹ thì còn phun phun ha. Nói chung cái xe này còn mọc mạc nguyên thủy, còn dơ, chưa rửa. Vậy đây rồi nói vậy là chính xác với các bạn ha. Lốc bên trái ha. Lốc bên trái con không có bắn dẫm tuốt về còn nguyên thủy ha. Đó, hai nước sân lốc gin này có bộ lọt móc mèo thôi 5 tháng ha, móc mèo. Đây cái này cũng còn gin ha. Cái này anh em về thiệt tình cái xe này máy giữ về là dọn lên quay là đúng đời luôn á. Còn chắc xe còn mọc mạc nguyên thủy không có ấy, không có dẫm tuốt ha. Đó, cái chỗ bìa nè. Chỗ bìa này có thay. Rồi cái chỗ giữa còn nguyên. Cái bát của chỗ bìa này còn nguyên luôn ha. À đó, đồ đạc còn rất là sáng ha. Chỗ này hả? Cái này mòn nhiều quá. Ủa cái này chưa mòn mà. Không. Đầu số máy là 06 nha các bạn. 06 của Nam Kim 206 ha, sườn xám đó nè nha. Đó, sườn này cũng còn đẹp luôn ha, không có bị sét mà về chân cái tức là cái độ mà dơ theo 5 tháng cái này tháo ra rửa là sạch bon luôn ha, không có bị sét. Cái nắp sên cũng còn nguyên thủy ha. Đó, người ta có thay cái phục của phu chờ một. Rồi thì chiếc xe này 27/500 là múc các bạn ơi. Chè là cái áo bên tay trái này nó cũng không có bị chạy chỗ ha. Tem áo là cũng không có bị chạy chỗ, sạch sẽ ha. Áo gin nó còn rất là dày ha. Để test máy cái nữa rồi kết thúc clip này nha các bạn. Có con nguy nó giáp chưa à. Ở đây có chạy chỗ mấy đốm ha. Chạy tem nè. Chạy tem không đáng kể. Có chạy áo thì sợ, còn chạy tem không đáng kể. Test máy cái nữa cho các bạn tham khảo. Nhằm khi anh em mới xa thì cũng hơi phiền lòng. Ví dụ mà ở xa thì tả không chính xác. Để quay tả chính xác cho các bạn hết thì ha. Nè, máy như đạn nha. Máy như đạn nha các bạn. Rồi thì ok. Đó, nguyên hình nó vậy đó. Rồi, xin đăng ký. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ha.